Thông tin phóng viên chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều tối nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ ngành địa phương, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hiệp hội doanh nghiệp về ngoại giao kinh tế năm 2023. Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chung cho biết về kinh nghiệm 5 năm sẵn sàng trong thu hút đầu tư mà Nghệ An đang thực hiện trong mấy năm gần đây. Sẵn sàng về mặt bằng đầu tư, hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực, sẵn sàng đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sẵn sàng hỗ trợ. Trên cơ sở chỉ thị 15 ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 và đánh giá kết quả ngoại giao kinh tế năm 2022, Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động về công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2022-2026. Phương châm là quyết liệt, hành động, linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo, đột phá, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chung cho biết, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương, tỉnh Nghệ An luôn xác định ngoại giao kinh tế là nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác đối ngoại. Trong đó, tỉnh đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Bí thư, đẩy mạnh tìm kiếm hợp tác trên nhiều lĩnh vực với đại sứ quán, hiệp hội các nước tại Việt Nam, làm việc với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ tỉnh tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, chú trọng vào hoạt động ngoại giao kinh tế, tham gia vào các đoàn đối ngoại cấp cao của Trung ương để chia sẻ thông tin, kết nối với quốc gia, đối tác nước ngoài. Nhờ vậy, Nghệ An đã có những bước chuyển quan trọng trong thu hút đầu tư đã được Thủ tướng đánh giá cao kể từ sau Đại hội Đảng đến nay. Trả lời câu hỏi của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị về những kinh nghiệm trong thu hút đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ về năm sẵn sàng mà Nghệ An đang thực hiện trong mấy năm gần đây. Thứ nhất là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư, thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu, thứ ba là sẵn sàng về nguồn nhân lực, thứ tư là sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, thứ năm là sẵn sàng hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát nghị quyết 21 để triển khai có hiệu quả 6 định hướng về ngoại giao kinh tế, tăng cường các hoạt động hợp tác với các đối tác truyền thống, mở rộng thêm các đối tác mới, tập trung thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, xúc tiến quảng bá du lịch, kết nối hoạt động với kiều bào Nghệ An ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các bộ ngành, địa phương và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế. Trên quan điểm, nghĩ phải chín, quyết tâm phải cao, nỗ lực lớn, có trọng tâm trọng điểm. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong năm 2023. Trọng tâm là triển khai cụ thể hóa, chỉ thị của Ban Bí thư và chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện các hoạt động đối ngoại cấp cao, các cấp, trong đó xác định hợp tác kinh tế là trung tâm nhằm tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài kết hợp với nguồn lực trong nước để phục vụ phát triển, đẩy mạnh hỗ trợ các ngành lĩnh vực địa phương, doanh nghiệp theo tinh thần lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, tiếp tục chủ động tích cực hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, cân bằng hài hòa trong ứng xử quốc tế, nâng cao vị thế đất nước. Chú trọng tăng cường, nhạy bén và chuyên sâu trong nghiên cứu, dự báo, tham mưu phục vụ Chính phủ và đáp ứng nhu cầu trong nước.